Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đây, đại diện cho shop hàng Nhật, lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Một dòng sản phẩm tủ lạnh mặt gương Hitachi màu mận chín các bác nhá. Màu mận chín sang xịn mịn luôn. À, hàng này thì siêu đỉnh luôn các bác nhá. Siêu đỉnh, siêu chóp luôn đấy. Hơn 600 lít, một thể tích rất là lớn và to rộng đẹp. Đấy, các bác nhìn một chiếc tủ rất là ít gặp luôn các bác nhé. Em này thì còn nguyên giấy tờ sách vở. Nguyên giấy tờ sách vở các bác nhìn này. Đấy, tất cả các hướng dẫn ở bên trong tủ vẫn còn nguyên. Dòng em này thì siêu siêu đẹp rồi, siêu mới rồi. Làm lạnh tuần hoàn. Hitachi hút chân không. Ngăn hút trông to rất là rộng rãi. Bản này thì cho các bác nâng cấp thì cũng quá là tuyệt vời. Thì em xin giới thiệu các bác, đây là bản 620 lít phun cửa điện các bác nhé. Con này ăn 180kW trên 1 năm. Các bác nhìn, hơn 600 lít mà ăn có 180kW trên 1 năm. Ăn 97W này, sản xuất cho thị trường Nhật Bản này, nặng một tạ 29kg. Đây các bác này. Đấy. Ngăn hút chân không, làm lạnh tuần hoàn tạo ẩm. Đây em quay nội thất thì đủ đồ. Con này thì kính gương ở trên này rồi các bác nhá. Dòng VIP này là kính gương ở trên. Đây các bác nhìn này, nó có hướng dẫn cho chúng ta là cửa chĩa xuống đây là vuốt mở. Khi cắm điện vuốt có thể mở cánh cửa ra. Rất là hiện đại, một trong những dòng tủ cao cấp và hiện đại nhất của hãng Hitachi. Ngăn đông đây, rộng rãi, to, đủ đồ, ngăn rau củ quả. Đấy, em quay cho các bác đây. Đẹp không tì vết luôn. Không có một vết xước nào. Dung tích 620 lít. Full VIP, full cửa điện các bác nhé. Các bác lưu ý full VIP, full cửa điện. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dòng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khoái Châu, Nghiên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp các sản phẩm. Bác nào xa thì có thể đặt cọc cho em 200-500, em mang tận nhà cho các bác nhé các bác nhé. Để bác nào giao lưu lần đầu, đấy là các bác nào mà đã giao lưu với em rồi thì cũng không cần phải cọc tiền. Chốt là em chuyển cho thôi, vì đã là khách hàng ruột của nhau. Đấy, bác nào quan tâm chiếc tủ lạnh 620 lít cho gia đình nhà mình thì nhấc máy alo cho em. Đây, thành vách con này tất cả các xước sát giấy tờ là còn đầy đủ hết. Không thành vách, không xước sát các bác nhé. Con này để vào trang trí phòng khách tông màu nhà nào màu sáng thì quá tuyệt vời luôn. Không có cái con thứ hai nữa các bác nhé. Như một chiếc tủ mới. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ.